Và chúng ta sẽ cùng nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng câu lạc bộ Sơn La, câu lạc bộ Thắng Sản Việt Nam ra sân trong khuôn khổ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2023. Xin chào quý vị khán giả của VTV Cup. Chúng ta đang cùng gặp lại nhau với những hình ảnh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để cùng theo dõi trận đấu giữa Than khoáng sản Việt Nam và Sơn La trong khuôn khổ vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Đề nghị toàn thể các quý vị đại biểu, các vận động viên, chúng ta sẽ chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Đây là trận đấu thứ 9 của cả hai đội và cũng là trận đấu thứ 2 ở giai đoạn lượt về của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Vũ Văn Điển. Các trợ lý bao gồm ông Nguyễn Minh Nhật Hào, Trần Thế Anh và trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Hồng Quốc. Giám sát trận đấu là ông Nguyễn Sơn và giám sát trọng tài là ông Vũ Thanh Lâm. Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi trận đấu, chúng tôi xin được gửi tới đội hình ra sân của hai đội ở cuộc so tài ngày hôm nay. Các cầu thủ Sơn La ra sân với các cầu thủ bao gồm số 12 Đặng Thị Mai, số 28 Hương Lan, số 29 thủ môn Minh Ánh, số 9 Lò Thị Thảo, số 10 Hoài Vi, số 46 Cà Thị Mến, số 24 Kim Hòa, số 6 Lò Thị Thanh Thủy, số 23 Lò Thị Hằng, số 4 Cà Thị Phượng và số 17 đội trưởng Lường Thị Thu Phương. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sơn La là ông Lương Văn Chuyên. Còn đây là danh sách ra sân của đội của câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam bao gồm thủ thành Mao số 28 Ngọc Anh, số 5 Thanh Thảo, số 6 Thu Xuân, số 8 Trúc Hương, số 9 Dương Thị Vân, số 19 đội trưởng Thúy Hằng, số 22 Bảo Trâm, số 23 Hà Thị Nhài, số 24 Thu Phương, số 26 Tuyết Dung và số 29 Phạm Thị Nhâm. Huấn luyện viên trưởng của Than khoáng sản Việt Nam là ông Đoàn Minh Hải. Ngày hôm nay thì hai đội thi đấu với một điều kiện thời tiết khá lý tưởng. Nhiệt độ hiện tại là 25 độ C. Trời có gió nhẹ và mát mẻ. Lúc này thì Than khoáng sản Việt Nam, trước khi vòng đấu thứ 9 diễn ra, họ là đội bóng dẫn đầu nhưng tạm thời đang bị thành phố Hồ Chí Minh 1 vượt lên. Bởi trước đó thì thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng đậm đà 6-1 trước thành phố Hồ Chí Minh 2 để tạm thời chiếm lấy ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng trật tự sẽ quay về giống như ở lượt đấu trước nếu như Than khoáng sản Việt Nam có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó là mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Sơn La ra sân trong bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Và trong hiệp 1, họ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Trong khi các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam thi đấu với bộ trang phục áo xanh quần xanh và tất xanh.
Ở trận đấu lượt đi thì Than Khoáng Sản Việt Nam đã phải vô cùng vất vả mới có thể giành chiến thắng trước Sơn La với cách biệt một bàn duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng. Đó là trận đấu mà Thúy Hằng đã tỏa sáng trong bối cảnh mà người ta đang nghĩ tới một kết quả hòa. Và ở trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn là mục tiêu của Than Khoáng Sản Việt Nam không gì khác ngoài 3 điểm. Họ cần phải thắng để tiếp tục tạo ra cách biệt về mặt điểm số với hai đội xếp sau. Bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam ngày hôm nay, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã không đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Ông đã giữ sức cho một vài trụ cột. Và ngày hôm nay thì nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội. Đó là tình huống phá bóng của Cà Thị Mến. Bộ đôi trung vệ ngày hôm nay của Than Khoáng Sản Việt Nam không phải là Diễm My và Thu Thương như thường lệ, thay vào đó là Bảo Trâm và Mai Thị Tuyết Dung. Đường truyền của Thanh Thảo, Hà Thị Nhài ngoặt bóng vào trong, nhà bóng lại. Bóng vẫn trong chân cao thủ áo xanh có thể sút xa. Bóng đi hơi cao so với khung thành của Hà Thị Minh Ánh. Cú sút đầu tiên của cao thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Thanh Thảo đã nhả bóng lại cho Dương Thị Vân và tiền vệ Mào số 9 đã rất nhanh có một tình huống sửa bóng ở ngoài vòng cấm. Huấn luyện viên Lường Văn Truyền của câu lạc bộ Sơn La là người cũng đã gắn bó với bóng đá nữ Sơn La kể từ những ngày đầu thành lập và trải qua rất nhiều khó khăn để đưa nền bóng đá nữ của miền Sơn Cước phát triển. Suýt chút nữa thì Than Khoáng Sản Việt Nam đã có thêm một cơ hội nữa. Lần này thì người đã có cơ hội dứt điểm là Trúc Hương. Đâu để Than Khoáng Sản không? Sơn La màu đỏ. Không có gì bất ngờ khi mà Than Khoáng Sản Việt Nam đã dâng cao ngay từ đầu để gây sức ép và tìm kiếm bàn mở tỷ số sớm. Đây là huấn luyện viên Đoàn Minh Hải của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Một người luôn giữ một nét mặt hết sức điềm tĩnh và lạnh lùng với các học trò. Thanh Thảo, Thu Xuân phối hợp với Thúy Hằng. Ngày hôm nay Thúy Hằng là người mang băng đội trưởng của Than Khoáng Sản Việt Nam. Bảo Trâm, trung vệ trẻ của U20 Việt Nam được trao cơ hội đá chính ở trận này cùng với Mai Thị Tuyết Dung. Cầu thủ cũng còn rất trẻ, sinh năm 2001. Hà Thị Nhài, Dương Thị Vân mất bóng rồi. Quá ít người. Đường truyền không hề tốt. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Than Khoáng Sản Việt Nam. Lần này thì Hà Thị Minh Ánh đã xử lý chắc chắn. Hà Thị Nhài đã có một tình huống băng xuống và đối diện với khung thành của câu lạc bộ Sơn La. Những phút đầu tiên đã trôi qua với ưu thế rõ ràng dành cho đội bóng áo xanh. Những người được đánh giá cao hơn ở trận này. Phạm Thị Nhâm, người cũng đã chơi rất ổn định trong những trận đấu đã qua của Than Khoáng Sản Việt Nam. Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 là đội bóng dẫn đầu với một thành tích bất bại, 6 chiến thắng, 1 trận hòa. Nhưng ngay ở trận đấu mở màn giai đoạn lượt về thì họ đã phải đón nhận thất bại đầu tiên. Đó là trận thua Hà Nội 1-0-2 và qua đó cũng đánh mất ngôi đầu vào tay Than Khoáng Sản Việt Nam. Nhưng điều đó vô hình chung lại tạo nên sự hấp dẫn và kịch tính cũng như khó lường cho cuộc đua đến trước vô địch. Ba đội bóng ở top đầu lúc này chỉ chênh nhau một điểm và mọi thứ có thể thay đổi ở bất cứ lúc nào. Chỉ cần một cú sải chân thì Than Khoáng Sản Việt Nam cũng ngay lập tức sẽ mất ngôi đầu.
Hà Thị Minh Ánh tiếp tục có một pha xử lý an toàn. Đó là tình huống đưa bóng vào trong từ cánh trái của Hà Thị Nhài. Phạm Thị Nhâm. Đây là Bảo Trâm. Đây mới là Bảo Trâm. Trước đó là Tuyết Dung. Thanh Thảo. Thu Xuân. Đường chuyền chính xác. Phạm Thị Nhâm. Bảo Trâm. Không được. Thằng khó sản Việt Nam đang gây sức ép và khiến cho Sơn La lúng túng ngay ở phần chuyền bóng ở sân nhà. Tuyết Dung. Quá mạnh. Một đường chuyền khó đối với Thanh Thảo. Trọng tài đã có những nhắc nhở đối với tình huống xử lý của cầu thủ trẻ này. Trọng tài đã thổi phạt đối với Thanh Thảo và sẽ có một tình huống đá phạt lên dành cho Sơn La. Đây là Lương Thị Kim Hòa. Kim Hòa. Thu Phương. Lên bóng cho cầu thủ Sơn La. Không được. Thu Xuân. Nhả bóng lại. Hà Thị Nhai. Đây là Thúy Hằng. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của Than Khoáng Sản Việt Nam. Đánh đầu. Tình huống băng vào của Thúy Hằng và Dương Thị Vân. Không thể chạm bóng ở tình huống vừa rồi. Đó là tình huống mà Thanh Thảo đã có đủ không gian và tầm quan sát. Thực hiện một đường treo bóng vào trong. Thằng khóa sản Việt Nam họ không giấu giếm ý đồ muốn tìm kiếm bàn thắng sớm để có một tâm lý thoải mái. Khi mà trước đó ở lượt đi chúng ta đều biết là Sơn La đã chơi phòng thủ một cách kiên cường đến như thế nào. Họ chỉ để thua ở giây cuối cùng của hiệp 2. Trúc Hương. Vẫn là Trúc Hương rất khỏe. Sơn La vẫn đang rất cố gắng để chống đỡ những tình huống lên bóng của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Tuyết Dung, Thu Xuân, Thanh Thảo, Dương Thị Vân. Đường chuyền dài, chính xác. Thu Phương. Nhà bóng lại. Cơ hội đây rồi. Thúy Hằng căng ngang. Không vào. Quá năn nót. Quá bài bản. Nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở pha dứt điểm quan trọng nhất. Hà Thị Nhài nhà bóng lại cho Dương Thị Vân. Và đường căng ngang của Thúy Hằng. Nhưng Thu Xuân đã không thể tận dụng món quà mà đồng đội đã trao cho mình.
cơ hội bỏ lỡ rất đáng tiếc với tiền vệ trung tâm của Than Khoáng Sản Việt Nam. Thanh Thảo, những pha tấn công của Than Khoáng Sản Việt Nam đang tập trung nhiều ở cánh trái. Mười phút đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua và có thể nói là sức ép cùng những sự chủ động trong cả quyền kiểm soát bóng và thế trận trên sân đều thuộc về Than Khoáng Sản Việt Nam. Thu Phương, tình huống chuyền bóng và mất bóng quá nguy hiểm ngay phần sân nhà. Sơn La cần phải bình tĩnh để tìm cách cắt đứt những pha tấn công của Than Khoáng Sản Việt Nam. Hàng tiền vệ của họ đang không cầm được bóng. Thu Xuân phối hợp với Hà Thị Nhài, Dương Thị Vân. Thu Phương, cơ hội Thúy An, không vào. Pha dứt điểm là rất tốt rồi, nhưng người xuất sắc hơn đó là Hà Thị Minh Ánh. Đường chuyền dọn cỗ rất tuyệt vời của Thu Phương. Và Thúy Hằng cũng đã chọn điểm rơi chính xác, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của Hà Thị Minh Ánh. Thủ thành của Sơn La đã có một tình huống xử lý tốt. Thu Xuân là người thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải. Tiếp tục một quả đá phạt góc nữa. Có lẽ Trúc Hương sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc tiếp theo cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Những sức ép vẫn đang tiếp tục được cao thủ Than Khoáng Sản Việt Nam tạo ra trước khung thành của Hà Thị Minh Ánh. Dương Thị Vân treo bóng. Cơ hội Thúy Hằng. Thúy Hằng đã ở vị trí việt vị. Một pha phối hợp rất bài bản của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Ít nhất là hai cầu thủ của Than Khoáng Sản Việt Nam đã ở vị trí việt vị. Tuyết Dung, Thu Phương, Phạm Thị Nhâm phối hợp với Bảo Trâm. Thanh Thảo, các cầu thủ Sơn La đang dồn toàn bộ về phần sân nhà để tham gia phòng ngự. Họ hiểu rằng chỉ có thể phòng ngự với số đông mới có thể ngăn chặn được những cơn sóng tấn công liên tiếp ồ ạt của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Cần phải liên tục tập trung. Đây rồi, cơ Trúc Hương không được. Vẫn chưa thể có niềm vui cho cao thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Minh Ánh một lần nữa lại chơi tốt. Vẫn là Thanh Thảo. Huống đánh đầu ngược trả bóng ra cho Trúc Hương của Thúy Hằng cũng là rất hay. Minh Ánh đã khép góc kịp thời. Trong vòng ít phút thì Hà Thị Minh Ánh đã có 3 tình huống cứu thua cho các cầu thủ Sơn La. Lúc này trận đấu mới chỉ đi qua được 1/3 thời gian của hiệp 1. Đây hứa hẹn tiếp tục là một trận đấu vô cùng khó khăn dành cho các cầu thủ Sơn La.
họ vẫn đang nỗ lực, kiên trì và kiên cường phòng ngự. Đội áo đỏ đang khó khăn trong việc cầm bóng. Dương Thị Vân. Bảo Trâm. Tuyết Dung. Phạm Thị Nhâm. Thật khó sản Việt Nam trong khoảng phần 3 thời gian đã qua của hiệp 1 họ sử dụng khá nhiều những phương án tấn công. Có cả những tình huống lên bóng ở hai biên, có cả những pha đột phá và sút xa ngoài khu vực 16m50. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng có thể thấy là chất lượng con người của Sơn La, của Than khoáng sản Việt Nam vẫn đang là vượt trội so với đối thủ. Hà Thị Minh Ánh là người chơi tốt nhất trên sân lúc này của cầu thủ Sơn La. Ít nhất là cô đã cứu thua cho đội bóng không dưới 3 tình huống nguy hiểm. Thu Phương. Mở bóng thoáng. Tình huống đua tốc độ giữa Thanh Thảo và Lo Thị Thảo. Hai cầu thủ Tê Thảo. Phạm Thị Nhâm. Chưa thể có một tình huống gây sức ép của các cầu thủ Sơn La. Thật khó sản Việt Nam họ vẫn đang rất bình tĩnh phối hợp, thoát pressing và triển khai bóng nhịp nhàng. Dương Thị Vân. Tuyết Dung. Thu Xuân. Cắt bóng tốt. Lo Thị Thảo. Thu Phương. Hà Thị Nhài. Trúc Hương. Thu Xuân. Đang rất cố gắng ban bật để kéo giãn các vị trí phòng ngự bên phía Sơn La. Phút thứ 20 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0 đều. Thủ thành Hà Thị Minh Ánh đang có dấu hiệu bị đau. Lúc này thì trợ lý huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Sơn La đang chăm sóc cho thủ thành số 1 của đội bóng miền Sơn Cước. Trong những phút đã qua thì Minh Anh đã phải hoạt động hết sức vất vả. Những tình huống tấn công liên tiếp ồ ạt của cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam. Đây là một trong số đó, tình huống mà Thúy Hằng đã có một tư thế cực kỳ thuận lợi để có thể ghi bàn. Nhưng Minh Ánh vẫn là người xuất sắc hơn trong pha bóng này. Sự nuối tiếc và ngỡ ngàng của tiền đạo đội trưởng bên phía Than khoáng sản Việt Nam.
Như vậy là Minh Ánh có lẽ sẽ vẫn tiếp tục có thể thi đấu được trong những phút tiếp theo. Minh Ánh năm nay 18 tuổi, cũng là một trong những thủ môn được gọi lên đội tuyển U20 Việt Nam và cũng được huấn luyện viên Akira Iziri trao cơ hội. Tuyết Dung, Bảo Trâm, Thanh Thảo. Pha lên bóng ở cánh phải, đây là Thu Phương. Tiếp tục làm quả treo bóng. Tình huống bắt bóng không dính của Minh Ánh. Rất may cho Sơn La là không có cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam nào có thể dứt điểm ở tình huống sau đó. Thu Xuân. Tình huống xử lý của các cầu thủ Sơn La vẫn đang rất thiếu những sự tự tin. Thế nên dù tranh chấp được thì họ cũng không thể triển khai bóng một cách mềm mại và chính xác. Tình huống đưa bóng về làm khó đồng đội. Và bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Than Khoáng Sản Việt Nam. Thanh Thảo. Cơ hội. Hà Thị Nhài không thể dứt điểm. Dương Thị Vân, Hà Thị Nhai. Thu Phương cần phải bình tĩnh phối hợp. Trên sân lúc này có hai cầu thủ tên là Thu Phương. Đó là Thu Phương mang áo số 24 của Than Khoáng Sản Việt Nam, một tiền vệ, và trung vệ Lương Thị Thu Phương, đội trưởng của câu lạc bộ Sơn La, một hậu vệ. Phản công cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Kim Hòa đang bị đau và Thu Phương đã chủ động đá bóng ra ngoài sân. Đã có tín hiệu từ trọng tài Vũ Văn Điển yêu cầu bộ phận y tế của câu lạc bộ Sơn La và chăm sóc cho Kim Hòa. Ngày hôm nay Kim Hòa thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, hỗ trợ cho Minh Ánh. Trận đấu mà Sơn La họ xác định sẽ phải chơi phòng ngự một cách chủ động và với số đông. Huấn luyện viên Lương Văn Truyền cũng hiểu rất rõ sức mạnh của Than Khoáng Sản Việt Nam. Than Khoáng Sản Việt Nam ở mùa giải năm nay họ có những trận đấu thắng vất vả nhưng cũng có những trận đấu thắng rất tưng bừng.
và đối đầu với hai đối thủ lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 ở lượt đi, thì họ có được một chiến thắng và một trận thua. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sơn La họ vẫn đang cố gắng đi tìm điểm số đầu tiên ở giải đấu năm nay, khi mà quay trở lại với những cầu thủ rất trẻ, gần như đều là lứa cầu thủ U20. Tín hiệu thay người. Những cầu thủ dự bị của Sơn La đang khởi động. Như vậy là Kim Hòa đã báo không thể tiếp tục thi đấu. Trận đấu đang tiếp tục. Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Than khoáng sản Việt Nam họ vẫn đang rất cố gắng nhưng chưa thể đưa bóng đi vào mảnh lưới của câu lạc bộ Sơn La. Thúy Hằng sau khoảng 15 phút đầu tiên, những áp lực và sức ép cực lớn thì bây giờ có vẻ như nhịp độ tấn công của Than khoáng sản Việt Nam đang có phần giảm đi. Bây giờ sẽ tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo xanh. Những tình huống đá phạt góc ở cánh trái thì Trúc Hương thường là người sẽ thực hiện. Và thường là những tình huống phối hợp với Hà Thị Nhài. Khá nguy hiểm. Dứt điểm. Cơ hội. Không được. Vẫn là cao thủ áo xanh. Hà Thị Nhài. Không kịp. Dương Thị Vân, Trung Hương, dứt điểm, Thu Phương, cơ hội không được. Thúy Hằng đã rất nhanh băng vào nhưng vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới. Tình huống lộn xộn trước khung thành của câu lạc bộ Sơn La. Pha giả trần cực nhanh nhưng bóng đã chạm vào người một cầu thủ của Sơn La và đi hết đường biên ngang. Quả đá phạt góc tiếp theo ở cánh phải thì sẽ là Thu Xuân. Trần Thị Thu Xuân. Thu Phương. Sóng gió vẫn chưa qua đi đối với Sơn La. Cơ hội đây rồi, Hà Thị Nhài. Không kịp. Than khoáng sản Việt Nam họ vẫn thiếu đi chút gì đó sắc bén ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Cơ hội không phải là không có. Trúc Hương và các đồng đội đã rất nỗ lực
huống chọc khe rất tinh tế cho Hà Thị Nhải, nhưng đồng đội của Trúc Hương đã mở tốc độ hơi muộn. Trọng tài đã thổi phạt đối với tiền đạo Mao số 8 của Than Khoáng Sản Việt Nam. Trúc Hương là một cầu thủ không phải sở hữu thể hình quá ấn tượng, nhưng đặc biệt là nền tảng thể lực của cầu thủ này là rất tốt. Chúng tôi đã từng nói Trúc Hương là top 2 cầu thủ nữ ở đội tuyển Việt Nam có nền tảng thể lực tốt nhất cùng với Trần Thị Thu. Thu Phương bình tĩnh lên bóng, phối hợp với Hoài Vi. Kim Hòa. Phản công nhanh cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Trúc Hương. Thúy Hằng. Dương Thị Vân đang di chuyển. Nỗ lực chuyền bóng cho Dương Thị Vân của tiền đạo Thúy Hằng. Có sự ra đời của cầu thủ rời sân số 24 Lục Thị Kim Hòa. Như vậy là Kim Hòa không thể tiếp tục thi đấu. Kim Hòa sẽ rời sân để nhường chỗ cho hậu vệ trẻ Tòng Thị Thúy Linh. Cầu thủ sinh năm 2006. Nó rất trẻ, mới 17 tuổi. Thu Xuân phá hợp một chạm của Thu Xuân với Hà Thị Nhài và Thúy Hằng nhưng không thành công. Hai phần ba thời gian của hiệp một đã trôi qua và vẫn chưa có một sự khác biệt nào trên bảng điện tử giữa hai đội, vẫn là 2-0. Rõ ràng là câu lạc bộ Sơn La họ có những kinh nghiệm, nhất là lượt đi khi mà họ đã có thể giữ được mảnh lưới đến những giây cuối cùng. Ở trận đấu này họ tiếp tục duy trì lối chơi phòng thủ với số đông ở khu vực sân nhà. Nhưng điều quan trọng là Than Khoáng Sản Việt Nam họ cần phải chắt chiu những cơ hội. Không phải là không có những tình huống sóng gió lên khung thành của Minh Ánh. Nhưng Than Khoáng Sản Việt Nam vẫn chưa thể có được những pha dứt điểm thực sự là chính xác và sắc bén. Thanh Thảo. Hà Thị Nhài. Vẫn là Thanh Thảo. Phạm Thị Nhâm. Cánh phải là Thu Phương. Không có ai. Phản công cho Sơn La, làm gì đây? Hoài Vi. Quả bóng sang cánh phải Thúy Linh, người vừa vào sân. Thu Xuân. Hà Thị Nhài. Thúy Hằng không hề việt vị. Tình huống đập nhà của Thúy Hằng và Thanh Thảo nhưng vẫn chưa thể có một pha xâm nhập vào khu vực vòng cấm địa. Một góc máy mà chúng ta có thể đoán định là dường như Thúy Hằng cũng đã ở vị trí việt vị, nên cô quyết định là không cố gắng theo đường truyền của Thanh Thảo phóng vừa rồi.
Trong những phút đã qua của hiệp 1 thì thủ thành Ngọc Anh gần như là không phải hoạt động gì. Những tình huống tấn công chủ yếu diễn ra bên phần sân của câu lạc bộ Sơn La. Hoài Vi. Hà Thị Nhài bứt tốc. Vẫn là Hà Thị Nhài vượt qua cả Thị Mến. Phối hợp với Thu Xuân. Càng ngang đi. Đánh đâu? Không vào. Vẫn là một tình huống băng cắt sở trường của Thúy Hằng. Nhưng không hiểu sao bóng vẫn chưa đi vào lưới. Nỗ lực đáng khen ở cánh trái của Thu Xuân và Hà Thị Nhài. Đường căng ngang là rất tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại góc máy chậm để xem là Thúy Hằng đã có thực sự chạm vào bóng hay chưa. Có lẽ điểm chạm cũng không phải là thực sự hoàn hảo đúng như ý của tiền đạo áo số 19. Và cơ hội một lần nữa qua đi. Hà Thị Nhài, Thu Xuân. Thằng quán sản Việt Nam họ muốn có bàn thắng trong hiệp 1. Phạm Thị Nhâm, Thu Phương. Rất thoáng. Trúc Hương. Tình huống cắt bóng tốt. Đó là pha xử lý của Lò Thị Hằng. Thu Xuân. Bảo Trâm. Thanh Thảo. Sau khi vào sân để thay cho Kim Hòa thì Thúy Linh chắc chắn cũng sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực. Cánh trái có sự có mặt của Hà Thị Nhài và Thanh Thảo là hướng tấn công nguy hiểm của cầu thủ Thành Hóa Sản Việt Nam. Lên bóng cho Sơn La. Thu Xuân. Bảo Trâm. Thanh Thảo. Hà Thị Nhài. Phía trong có Thúy Hằng, Trúc Hương, Dương Thị Vân, Tuyết Dung. Tiếp tục mở bóng sang cánh trái cho Thanh Thảo. Tiền vệ gì mà số 10 Hoài Vi của Thành Khoáng Sản Việt Nam đã phải lùi về cực sâu để hỗ trợ phòng ngự. Không được. Thúy Hằng. Đường chuyền cho Thu Phương. Treo bóng. Đánh đầu. Minh Ánh đã chơi cực hay. Hoan hô thủ thành của Sơn La. Và vừa rồi là tình huống ngăn chặn cú đánh đầu của Trúc Hương. Trúc Hương là người đã băng lên và chọn điểm rơi chính xác. Nhưng Minh Ánh vẫn đang thi đấu rất chắc chắn trước khung gỗ của Sơn La. Thúy Hằng tiếp tục là pha lên bóng ở bên cánh phải. Thu Phương. Bóng đi cất ngang khung thành của Hà Thị Minh Ánh. Phút thứ 40 của trận đấu và đội bóng của lợi viên Đoàn Minh Hải vẫn chưa thể một lần làm rung mảnh lưới của đối phương dù đã có rất nhiều những cơ hội nguy hiểm. Minh Ánh ngày hôm nay chơi như lên đồng. Trúc Hương. Kịp không? Bóng vẫn trong cuộc. Hà Thị Nhài. Thanh Thảo. Tiếng còi cất lên hơi muộn, Việt Vị rồi. Rất rõ ràng. Còn khoảng 5 phút nữa, hiệp 1 sẽ khép lại. Và Sơn La họ đang đạt được mục tiêu của mình, đó là không để thủng lưới.
lực phòng thủ kiên cường và đặc biệt là sự tiến bộ ngày hôm nay của Minh Ánh. Trung ương, cơ hội vẫn không được. Thúy Hằng, cuối cùng thì Than khoáng sản Việt Nam họ cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Tưởng như may mắn vẫn đang ngoảnh mặt với Trúc Hương và Thúy Hằng. Phút thứ 41 và Than khoáng sản Việt Nam họ đã có bàn thắng đầu tiên. Cầu thủ mang áo số 19 Nguyễn Thị Thúy Hằng ghi bàn cho câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam. Tỷ số hiện tại dành sau cho rất nhiều những cơ hội thì Than khoáng sản Việt Nam họ đã được tưởng thưởng xứng đáng với bàn mở tỷ số. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống đột phá của Nguyễn Thị Trúc Hương. Sau đó thì Thúy Hằng đã băng vào kịp thời để đặt lòng chính xác ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Không ai theo kèm đối với tiền đạo áo số 19. Vừa rồi làm tình huống thoát tim của cao thủ Than khoáng sản Việt Nam. Có lẽ là một pha phản công nhanh của Sơn La. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú sút của Thu Phương. Một tình huống vút bóng từ rất xa. Và nếu như bóng đi vào lưới thì đó sẽ là một bàn thắng rất đẹp mắt. May mắn vẫn chưa mỉm cười với Sơn La. Gần như đó là cơ hội đầu tiên của họ. Nhưng cần phải mạnh dạn hơn và tiếp tục phát huy những tình huống xử lý như vậy. Để thua một bàn cho tới lúc này vẫn là một kết quả có thể nói là tích cực đối với câu lạc bộ Sơn La, khi mà thủ thành của họ đã cứu nguy không dưới 3 lần. Thu Xuân, Hoài Vi, Hà Thị Nhai, Dương Thị Vân mở bóng cho Thúy Hằng. Không phải, đây là Trúc Hương. Minh Ánh đã băng ra rất xa. Minh Ánh đã có một tình huống ra vào tốt. Minh Ánh đang chơi tự tin mặc dù đã để thủng lưới. Một tình huống băng ra kịp thời. Nếu như không có sự xuất sắc của Hà Thị Minh Ánh thì Than khoáng sản Việt Nam họ đã ghi được chắc chắn là nhiều hơn một bàn rất nhiều. Muốn lộn xộn trước khung thành của Sơn La. Tuyết Dung, Phạm Thị Nhâm, vẫn là các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam. Những giây cuối cùng của hiệp 1 trong thời gian thi đấu chính thức. Hà Thị Nhài, khi có bàn thắng mở tỷ số thì rõ ràng là tâm lý được cởi bỏ. Than khoáng sản Việt Nam sẽ chơi với đôi chân thanh thoát hơn. Thu Phương, vẫn là Thu Phương, vẫn là cầu thủ mã số 24, cầm bóng tốt. Lo Thị Thảo, thời gian bù giờ của hiệp 1 kịp không? 2 phút. Nỗ lực lăn xả của Phạm Thị Nhâm. Hà Thị Nhài, 2 phút bù giờ. Thanh Thảo, liệu có thêm bàn thắng cho Than khoáng sản Việt Nam hay không? Phối hợp tốt. Hà Thị Nhài, quả phạt góc bên phía cánh trái cho Than khoáng sản Việt Nam.
lực cắt bóng vừa rồi là của Cà Thị Mến. Vẫn là những sóng gió trước cụm thành của câu lạc bộ Sơn La. Bảo Trâm, Tuyết Dung, một cầu thủ áo xanh đang bị đau, đó là trung vệ Phạm Thị Nhâm trong nỗ lực lên tham gia tấn công. Bên cạnh đó thì một cầu thủ khác của Sơn La cũng đã cho thấy những dấu hiệu đuối sức. Trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 3. Tình huống mà Phạm Thị Nhâm đã băng vào đánh đầu. Có lẽ là cầu thủ này đã gặp vấn đề khi tiếp đất. Đúng là như vậy. Phạm Thị Nhâm là trung vệ đã được huấn luyện viên Đoàn Minh Hải tin tưởng sử dụng rất nhiều trận đấu ở mùa giải năm nay và chơi ngày càng tiến bộ. Đây là tác giả bàn thắng duy nhất cho tới lúc này của trận đấu. Như vậy là trong hai lần gặp nhau ở mùa giải năm nay thì Thúy Hằng đều ghi bàn vào lưới Sơn La. Đúng lúc này, trọng tài chính ông Vũ Văn Điển đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Sơn La và Than Khoáng Sản Việt Nam. Hai đội rời sân với tỷ số tạm thời là 1-0 cho các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong khoảng hơn 10 phút trước khi quay trở lại và theo dõi những diễn biến của hiệp 2. Xin chào quý vị khán giả của VTV Cup. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa câu lạc bộ Sơn La và Than Khoáng Sản Việt Nam trong khuôn khổ vòng 9 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Trước khi bước vào hiệp 2 thì hai đội đều có những sự điều chỉnh. Theo những quan sát của chúng tôi thì câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam họ sẽ thay một lúc 4 người. Hiệp 1 đã diễn ra với không nhiều những bất ngờ khi mà đội bóng được đánh giá cao hơn. Câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam hoàn toàn áp đảo trên sân. Chỉ có sự xuất sắc của Hà Thị Minh Ánh mới giúp cho Sơn La hạn chế được những bàn thua. Lúc này thì họ mới chỉ để thủng lưới có một bàn. Bên phía các cầu thủ Sơn La, họ cũng sẽ có một sự thay đổi người. Và bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ là 4 cầu thủ vào sân trong hiệp 2. Câu lạc bộ Sơn La có sự thay đổi cầu thủ. Trên màn hình chúng ta có thể quan sát đó là Nhật Lan, Nguyễn Thị Vạn, Diễm My, Hồ Thị Hải Vân đã vào sân để thay thế cho Lò Thị Hằng. Đó là sự điều chỉnh bên phía đội bóng của huấn luyện viên Lương Văn Chuyên.
Trước đó hiệp 1 thì họ cũng đã có một sự thay đổi người khi mà Kim Hòa đã gặp chấn thương và Tòng Thị Thúy Linh là người đã thay thế cho cầu thủ này. Câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Còn đây là những sự điều chỉnh bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Trần Thị Thu Xuân. Thu Xuân rời sân, nhường chỗ cho Thu Thìn. Cầu thủ mang áo số 19 Nguyễn Thị Thúy Hằng rời. Thúy Hằng rời sân. Quán sân thi đấu số 15 Trần Nhật Lan. Nhường chỗ cho Trần Nhật Lan. Không phải Thúy Hằng là người rời sân mà là Dương Thị Vân. Và Nhật Lan là người sẽ thi đấu chám vào vị trí của tiền vệ mã số 9. Trúc Hương cũng được đưa ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền vệ Nguyễn Thị Vạn, người đã bình phục chấn thương và đang cần tìm lại cảm giác tốt nhất khi thi đấu. Và đội trưởng Diễm My sẽ xuất hiện trong những phút tiếp theo của trận đấu. Khi mà Diễm My có mặt trong sân thì băng đội trưởng đương nhiên thuộc về trung vệ này. Vậy là 4 sự điều chỉnh ở thời điểm trước khi bắt đầu hiệp 2. Lúc này ở trận đấu diễn ra giữa Hà Nội 1 và Hà Nội 2 thì các cầu thủ Hà Nội 1 đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Hai đội đổi sân. Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã đưa một vài trụ cột ra nghỉ. Và ông cũng tung vào sân một vài những cầu thủ trụ cột khác để đảm bảo chất lượng cho các tuyến của Than Khoáng Sản Việt Nam. Họ không chủ quan khi cách biệt lúc này mới chỉ là 1 bàn. Tình huống chuyền bóng vừa rồi là của Thu Phương, Thu Thìn. Đánh đầu! Cơ hội đầu tiên dành cho Than Khoáng Sản Việt Nam và bóng vẫn tìm đến cái đầu của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Một pha phối hợp hay. Thu Thìn là người chuyền vào. Chút nữa thôi. Thúy Hằng đánh đầu trong tư thế tương đối trống trải. Thúy Hằng đã có 1 bàn trong hiệp 1, nhưng số cơ hội bỏ lỡ thì còn lớn hơn rất nhiều. Và đội bóng áo xanh vẫn đang chờ đợi cầu thủ này tiếp tục nổ súng. Thu Phương, Thúy Hằng. Không được. Vẫn là Than Khoáng Sản Việt Nam. Thu Phương. Cánh phải khá thoáng. Thu Thìn. Vẫn là Thu Thìn. Căng ngang. Cú sút. Dứt điểm không vào. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm cận thành. Lần này thì người đã băng vào. Có vẻ như là Trần Nhật Lan. Hãy cùng theo dõi nỗ lực của Thu Thìn. Người đã dứt điểm cuối cùng là Nhật Lan. Trong khoảng 2 phút vừa qua thì Than Khoáng Sản Việt Nam đã có 2 cơ hội. Và cũng giống như hiệp 1, họ dồn lên và gây sức ép rất lớn ở thời điểm đầu mỗi hiệp đấu. Bảo Trâm. Thu Phương. Vẫn là Thúy Hằng. Chân trái không được. Thúy Hằng cần phải chính xác hơn nữa.
chân trái không phải là chân thuận của Thúy Hằng. Bóng đã ăn già mù và khiến cho hướng đi đã không thực sự như ý. Tuyết Dung. Tình huống vào bóng quyết liệt của Thu Phương. Mở bóng rất thoáng sang cánh phải. Ở góc máy này chúng ta không nhìn rõ được. Quyết định của trọng tài là Thu Thìn ở vị trí việt vị. Có vẻ như đó không phải là một quyết định chính xác. Nguyễn Thị Vạn. Nhấn Lan. Phút thứ 50. Thanh Thảo phối hợp với tiếng còi lại cất lên. Một lần nữa thì Thai Khoáng Sản Việt Nam đã bị thổi phạt việt vị. Người đã rơi vào vị trí việt vị vừa rồi là Hà Thị Nhai, lần này thì rất chính xác. Sơn La họ gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc trong việc cầm bóng, đặc biệt là khu vực giữa sân. Điều này thì cũng không có gì bất ngờ khi mà Than Khoáng Sản Việt Nam họ có những con người tốt hơn, kinh nghiệm hơn. Và việc làm chủ trận đấu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bảo Trâm. Hà Thị Nhai di chuyển, không phải Thu Thìn. Thu Thìn đã hơi chần chừ. Trước đó thì cầu thủ này đã bị thổi phạt việt vị. Nếu chần chừ sẽ rất dễ dẫn đến mất bóng. Không hề ở việt vị. Đường căng ngang của Thúy Hằng không đến được chân của Hà Thị Nhài. Bảo Trâm. Tuyết Dung. Sức dướn của Thúy Hằng là khá tốt. Nếu tận dụng tốt những cơ hội của mình thì Thúy Hằng đáng nhẽ ra có thể là đã có một hat-trick. Đó là tình huống tác động đúng luật của Cà Thị Mến. Thanh Thảo. Thu Phương vẫn còn. Thanh Thảo. Bóng đi đúng vào vị trí của Minh Ánh. Ở trận đấu vừa kết thúc, đây là cơ hội cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Thu Phương đối diện 2-0. Những sai lầm nơi hàng phòng ngự của Sơn La, họ đã tạo cơ hội để Than Khoáng Sản Việt Nam nhân đôi cách biệt.
Tình huống vừa rồi thì Minh Ánh hoàn toàn không có lỗi. Thúy Hằng đã rất nhanh chớp lấy thời cơ để kiến tạo cho Thu Phương lập công. Cầu thủ mang áo số 24 Trần Thị Thu Phương ghi bàn cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Tỷ số hiện tại dành cho hai đội: câu lạc bộ Sơn La 0, câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam 2. Vẫn là những nét mặt hết sức bình thản. Dù đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải họ vừa có bàn thắng. Những sự thiếu dứt khoát nơi hàng phòng ngự của Sơn La tạo cơ hội cho Thu Phương có thể tận dụng khoảng trống và dứt điểm. Minh Ánh đã bị động ở pha bóng vừa rồi và không thể trách thủ môn này. Trận đấu diễn ra trước đó giữa Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam thì kết quả tương đối bất ngờ khi mà Phong Phú Hà Nam họ đã để thua ngược với tỷ số 1-2. Bảo Trâm, Nguyễn Thị Vạn. Sau khi Thu Xuân và Dương Thị Vân rời sân thì thay thế là Nhật Lan và Nguyễn Thị Vạn. Điều đó cũng cho thấy được là Than Khoáng Sản Việt Nam họ đang có một dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng như thế nào. Những con người vào sân thay thế có chất lượng không kém gì những cầu thủ đã được thay ra. Tiếp tục là một tình huống tấn công ở trung lộ. Hà Thị Nhai có thể dứt điểm. Vẫn đưa bóng ra cánh, Thu Phượng. Cà Thị Mến đã xử lý tốt. Mặc dù trải qua một mùa giải hết sức bận rộn với lịch thi đấu dày đặc cùng với đội tuyển Việt Nam, nhưng khi quay trở lại câu lạc bộ thì Thúy Hằng vẫn cho thấy sự cố gắng và cũng đang đóng góp rất nhiều trong lối chơi của đội bóng đất mỏ và góp công với thành tích dẫn đầu hiện tại của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Vòng đấu thứ 11 là vòng đấu mà chúng ta sẽ rất đáng để chờ đợi khi mà Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh 1. Lượt đi thì hẳn quý vị khán giả vẫn chưa quên trận đấu diễn ra cực kỳ kịch tính với chỉ một bàn thắng được ghi và có một quả penalty bị đá hỏng của Dương Thị Vân. Điều đó khiến cho lượt về khi mà hai đội đều đang ở top dẫn đầu chạm trán nhau thì kết quả của trận đấu đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của cuộc đua vô địch. Diễm Mì, Nguyễn Thị Vạn, Nhật Lan, sự điều chỉnh tiếp theo. Thúy Hằng sẽ rời sân để nhường chỗ cho Đinh Thị Thùy Dung. Đây là bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Thị Thúy Hằng ghi ở phút thứ 41 của hiệp 1. Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã quyết định đưa tiền đạo số 1 của mình ra nghỉ. Vào sân là hậu vệ trái Thùy Dung. Khá nguy hiểm. Người vừa băng vào có vẻ như là Thu Phương. Thu Phương ngày hôm nay được bố trí đá chính ngay từ đầu và đã có một trận đấu rất hay. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc bên cánh phải cho Than Khoáng Sản Việt Nam.
đánh đầu. Tuyết Dung sút xa. Dứt điểm. Minh Ánh đã chơi tốt. Minh Ánh và Bảo Trâm là những người đồng đội của nhau trong áo U20 Việt Nam. Tình huống mà trung vệ áo số 22 đã lên tham gia tấn công. Có một pha ra chân ở khu vực cấm địa. Nhưng nó là chưa đủ độ khó để đánh bại được Minh Ánh. Thanh Thảo. Hà Thị Nhai vẫn kịp thực hiện một tình huống trích mũi giày. Ngay sau đó thì hai cầu thủ của Sơn La đã bọc lót kịp thời. Hà Thị Nhai đã thể hiện sở trường bứt tốc của mình. Đó là tình huống xử lý tốt của Hương Lan. Phía trong là Hương Lan và Cà Thị Mến. Bằng mọi giá để ngăn cản đường bóng vừa rồi. Các cầu thủ Sơn La họ vẫn đang cho thấy những nỗ lực không biết mệt mỏi. Mặc dù bị đánh giá là yếu nhất giải nhưng từng trận đấu họ đều cố gắng. Việc Sơn La có mặt ở giải vô địch quốc gia năm nay đã là một sự nỗ lực rất lớn của địa phương này cũng như câu lạc bộ bóng đá nữ Sơn La để tiếp tục duy trì phong trào bóng đá nữ ở một nơi mà còn quá nhiều khó khăn. Và những trận đấu như thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Lo Thị Thảo, Hải Vân. Hoàng Thị Hương Lan. Thu Phượng mất bóng quá nguy hiểm. Tính bất ngờ đã qua đi. Thanh Thảo. Hải Vân. Hơi đơn độc. Cố định nhà bóng về. Thu Phương. Mất bóng rồi. Tình huống để mất bóng của đội trưởng Thu Phương. Sau đó là một pha trượt chân của cầu thủ khác cũng tên Thu Phương. Diễm My. Nhật Lan. Vẫn là Nhật Lan. Phối hợp với Nguyễn Thị Vạn. Bảo Trâm. Thu Thìn. Lối chơi kỹ thuật là sở trường của Than khoáng sản Việt Nam. Tình huống hơi mạo hiểm và có phần chủ quan của Mai Thị Tuyết Dung. Rất may là Thanh Thảo đã bọc lót kịp thời. Thùy Dung. Bảo Trâm. Thu Phương. Nguyễn Thị Vạn. Diễm My. Thành phố sản Việt Nam họ đang cầm bóng rất chắc. Cà Thị Phượng. Tôi thấy là chỉ khoảng 2 đến 3 đường chuyền là cầu thủ Sơn La họ đã để mất bóng.
những đường chuyền của các cầu thủ Sơn La họ vẫn thiếu đi sự ổn định. Các vị trí cũng đang chưa thực sự có sự gắn kết. Nhật Lan phối hợp với Thùy Dung. Đường chuyền của Thanh Thảo vào trong. Thu Thìn. Không có phạt góc. Nếu không có những bất ngờ quá lớn thì trật tự sau vòng đấu này vẫn không có gì thay đổi. Thân khoáng sản Việt Nam họ nếu giành chọn 3 điểm sẽ tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Họ sẽ có 24 điểm. Xếp phía sau vẫn là Hà Nội 1. Xin lỗi quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Hà Nội cùng điểm nhưng sẽ cạnh tranh nhau về mặt hiệu số. Có được chiến thắng trước chính Phong Phú Hà Nam thì Thái Nguyên TNT họ cũng sẽ cải thiện được điểm số trên bảng xếp hạng và rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ này. Dù vậy thì vị trí thứ tư vẫn thuộc về Phong Phú Hà Nam. Và ở lượt trận tiếp theo thì vẫn có lẽ chưa có những sự biến động lớn. Vì các trận đấu vẫn là những cuộc đối đầu của các đội bóng có sự chênh lệch về mặt trình độ. Chỉ đến vòng đấu thứ 11 chúng ta mới có thể chờ đợi vào những bước ngoặt của mùa giải. Thùy Dung. Thu Thìn, đây là Nguyễn Thị Vạn. Minh Ánh. Hương Lan. Sơn La họ cũng không thể phối hợp với một tốc độ cao được. Cần phải bình tĩnh, chắc với những đường chuyền của mình. Rất dễ bị mất bóng khi mà hàng tiền vệ của Than khoáng sản Việt Nam họ có khả năng cầm nhịp trận đấu vượt trội. Nhật Lan. Đây là Thanh Thảo. Nguyễn Thị Vạn. Thu Thìn. Bảo Trâm. Bảo Trâm đã dâng cao thi đấu như một tiền vệ cánh. Lúc này thì hậu vệ màu số 22 đã trở về với vị trí của mình. Thu Thìn. Nguyễn Thị Vạn. Đây là Tuyết Dung. Than khoáng sản Việt Nam cũng không việc gì phải vội vàng. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và cách biệt đã được nhân đôi cho đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải. Đường chuyển rất chính xác của Diễm My cho Thùy Dung. Vẫn là những tình huống xử lý khéo léo của hậu vệ màu số 17. Nguyễn Thị Vạn. Thanh Thảo. Đánh đầu. Trọng tài đã phất cờ báo việt vị.
khoáng sản Việt Nam ở vị trí việt vị vừa rồi. Cà Thị Phượng. Hà Thị Nhài vẫn là cao thủ thao khoáng sản Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn. Trọng tài đã thổi phạt đối với tình huống vào bóng vừa rồi của Mai Thị Tuyết Dung. Đúng là lỗi của hậu vệ bên phía thao khoáng sản Việt Nam. Người đã bị đầu là Lò Thị Thảo. Nhật Lan cùng với Nguyễn Thị Vạn sau khi được vào sân là hai cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và là người phân phối bóng trong lối chơi của than khoáng sản Việt Nam. Họ đã làm tốt cho tới lúc này. Còn đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người dứt điểm là Thu Phương, trước đó là nỗ lực của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Và tình huống ăn mừng của hai cầu thủ có cách buộc tóc và đeo băng đồ rất giống nhau. Thu Phương cũng đã từng được gọi lên đội tuyển quốc gia, có thêm những kinh nghiệm để chuẩn bị cho một tương lai rộng mở. Cầu thủ này mới 21 tuổi, hoàn toàn có cơ hội tỏa sáng trong máu đội tuyển trong tương lai. Thu Phương. Bảo Trâm. Thu Thìn, bóng vẫn trong cuộc. Thu Phương. Hà Thị Nhài. Đánh đầu, không vào. Phá kiến tạo của Bảo Trâm cho người đồng đội ở đội tuyển U20 Việt Nam, đó là Thanh Thảo băng vào đánh đầu. Rất trống trải nhưng không có bàn thắng. Nếu đây là một tình huống mà Thanh Thảo khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm thì có lẽ sẽ mang tới cơ hội nguy hiểm hơn. Vẫn là cao thủ than khoáng sản Việt Nam. Tuyến 2. Cú sút của Nguyễn Thị Vạn. Rõ ràng là than khoáng sản Việt Nam họ có nhiều phương án để tiếp cận khung thành của Minh Ánh. Những phương án đó đến từ nhiều nhân tố và với chất lượng đồng đều. Họ có thể chơi bóng bổng, có thể chơi bóng dài và cũng có thể phối hợp ban bật để có những miếng tấn công ở trung lộ, thậm chí là sút xa ở tuyến 2. Tuyết Dung. Diễm Bì vào sân thì hàng phòng ngự của than khoáng sản Việt Nam sẽ thêm phần yên tâm. Và khi có chốt chặn rất đáng tin cậy ở cuối cùng thì hai cánh Bảo Trâm và Tuyết Dung hoàn toàn có thể lên tham gia tấn công.
Thùy Dung. Thanh Thảo. Cắt bóng tốt. Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn vừa để mất bóng. Nhưng Sơn La họ cũng không thể triển khai phản công nhanh ngay. Tình huống áp sát của Thu Phương đã khiến cho Cà Thị Mến gặp bối rối. Trận đấu còn khoảng 15 phút nữa sẽ kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Tỷ số vẫn đang là 2-0 cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Hai người đã lập công cho đội bóng đất mỏ trận này là Thúy Hằng và Thu Phương. Bảo Trâm, Diễm Mì. Thu Phương rất nỗ lực. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Sơn La hoàn toàn phải chơi theo ý của Than Khoáng Sản Việt Nam. Họ đang hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi của đối thủ và không thể triển khai được bóng. Khi mà Than Khoáng Sản Việt Nam họ vẫn còn một chỗ chặn cuối cùng là Diễm My, thì thật khó để cao thủ Sơn La có thể tạo ra một điều gì bất ngờ. Bảo Trâm. Thu Thìn. Hải Hoài Vi. Cà Thị Phượng. Câu lạc bộ Sơn La có sự ra đời cầu thủ. Cầu thủ rời sân số 12 phá bóng rất tốt. Vào sân thi đấu số 19 Đinh Phương Thảo. Như vậy là Đặng Thị Mai với một trận đấu không tốt và ít để lại dấu ấn. Cầu thủ này rời sân để nhường chỗ cho Đinh Phương Thảo. Diễm My.
Thu Phương. Cơ hội duy nhất của Sơn La cho tới lúc này chính là cú sút xa, tình huống ngẫu hứng của đội trưởng Thu Phương đưa bóng đi dội sang ngang. Nó là một cú vuốt bóng đẹp nhưng vẫn thiếu đi sự may mắn. Phút thứ 80 của trận đấu, cách biệt là 2 bàn. Nguyễn Thị Vạn đường chuyền cho Thùy Dung. Bứt tốc, vẫn là Thùy Dung. Thanh Thảo, Diễm My mở bóng sang cánh phải. Thu Thìn đã không di chuyển. Cà Thị Phượng, Thu Phương, Nguyễn Thị Vạn, Thanh Thảo, Thùy Dung, khá nhịp nhàng. Nhật Lan, Thu Phương, Minh Ánh một lần nữa băng ra hợp lý. Thu Phương đã di chuyển không bóng rất hay, đón đường chuyền của Nhật Lan. Hàng phòng ngự của Sơn La họ đã giật mình. Không có gì đột biến trong những tình huống lên bóng của cao thủ Sơn La. Rời rạc và dễ dàng bị bẻ gãy. So với dàn cầu thủ kinh nghiệm hơn bên phía Thắng Quán Sản Việt Nam thì rõ ràng Sơn La còn một khoảng cách lớn. Và họ sẽ còn thời gian để tiếp tục hoàn thiện mình với những con người rất trẻ hiện tại. Thu Thìn, Bảo Trâm, Diễm My, Tuyết Dung, Thu Thìn, tốc độ tốt, tình huống truy cản của Cà Thị Phượng. Nhật Lan, vẫn là Nhật Lan. Thu Thìn, đây là Hà Thị Nhài. Tuyết Dung, Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn, đây mới là Thùy Dung. Cắt bóng tôn, tình huống đánh chặn thành công của đội trưởng Thu Phương. Sau đó là những tình huống phối hợp hết sức không tốt của các cầu thủ áo đỏ.
Thu Thìn, Bảo Trâm, Thùy Dung, Thu Thảo, đây là Thanh Thảo, Nhật Lan. Hàng khoáng sản Việt Nam họ vẫn đang cầm nhịp trận đấu và chủ động phối hợp kéo giãn hàng phòng ngự bên phía Sơn La. Lúc này thì toàn bộ 11 cầu thủ của Sơn La đều đã ở bên phần sân nhà. Phút thứ 85 của trận đấu. Diễm Mỹ, Thu Thìn, Tuyết Dung, với một thế trận như thế này thì có thể khẳng định là chiến thắng sẽ thuộc về các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Và sau vòng đấu này họ tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Vạn, cánh phải khá thoáng, Thu Thìn, đường truyền cho Nguyễn Thị Vạn, treo bóng, Thùy Dung có thể dứt điểm, Việt Vị rồi. Rất nhiều lần trong trận đấu ngày hôm nay thì các trọng tài biên đã căng cờ báo Việt Vị, quyết định rất chính xác. Đường chuyền dài của các cầu thủ Sơn La thường không có một địa chỉ chính xác và họ gần như là sẽ để mất cơ hội lên bóng ở những tình huống như vậy. Bảo Trâm, Thu Thìn, Diễm Mỹ, đây là cơ hội cho Sơn La, làm gì đây? Không dễ. Bóng lại được đưa về phần sân nhà. Khi có cơ hội thì các cầu thủ Sơn La họ cũng khó có thể tiếp tục dâng cao vì không có đủ con người. Tình huống đập nhà tốt. Nếu như là một tình huống căng ngang thì sẽ mở ra một cơ hội cho đồng đội hơn. Bây giờ tới lượt cao thủ Than Khoáng Sản Việt Nam phản công. Nhật Lan, cánh trái là Thùy Dung. Cơ hội, đó là pha dứt điểm của Hà Thị Nhài. Bóng đi xoáy nhưng lại không đi vào khung thành. Nỗ lực căng ngang của Thùy Dung và tư thế của Hà Thị Nhài cũng là khá trống trải. Thúy Linh đang bị chuột rút. Thúy Linh là cầu thủ đã vào sân để thay cho Kim Hòa,
cầu thủ đã gặp chấn thương trong hiệp 1. Đây là nỗ lực để đưa bóng vào trong của Tòng Thị Thúy Linh, và việc bị chuột rút đã khiến cầu thủ này không thể có một tình huống căng ngang cho đồng đội. Một cầu thủ khác của Sơn La cũng đang tỏ dấu hiệu xuống sức, đó là Lò Thị Thảo. Trên sân lúc này thì Sơn La đang chơi với 10 cầu thủ. Tòng Thị Thúy Linh đã di chuyển ra bên ngoài. Và đây là phút 90 của trận đấu. Hoài Vi. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 2 phút. Chỉ có 2 phút bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu. Và 2 phút cũng là thời gian cho những nỗ lực còn lại của các cầu thủ Sơn La. Thu Phương nhả bóng lại cho Hà Thị Nhài. Nhật Lan, Thu Phương, Nguyễn Thị Vạn cú sút bằng chân trái. Bóng đi đúng vào vị trí mà Minh Ánh đã lựa chọn. Nguyễn Thị Vạn cũng là cầu thủ có khả năng sút xa tốt của Than Quan Sát Việt Nam. Trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ hai. Hoài Vi. Có lẽ là chúng ta chỉ chờ tiếng còi của trọng tài vang lên. Có một kết quả đã an bài. Chiến thắng nằm trong chắc chắn trong tầm tay của Than Khoáng Sản Việt Nam. Trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Và đúng lúc này, trọng tài chính Vũ Văn Điển đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Sơn La và Than Khoáng Sản Việt Nam trong khuôn khổ vòng 9 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Tỷ số là 2-0 dành cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Và với 3 điểm có được ngày hôm nay, họ một lần nữa giành lại ngôi đầu từ tay của Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đội bóng chỉ có thể vươn lên vị trí đầu bảng trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Và Than Khoáng Sản Việt Nam tiếp tục có được ngôi đầu sau vòng đấu thứ 9, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với các trận đấu tại vòng đấu thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.